Lan xin chào mọi người nha, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Lan Đinh Canada Vlog. Thì hôm nay là nói đầu tiên Lan lúc chút nào cũng quý vị lúc nào cũng luôn mạnh khỏe và ăn vui. Thì hôm nay là bữa giờ là thì cái mall shopping bên này đóng cửa nha các mọi người. Hôm nay là cái ngày đầu tiên mở cửa lại cho nên Lan cũng nên thủ Lan đi mua những cái số đồ mà áo quần mà cần thiết, đồ dùng trong nhà đó. Thì sáng sớm Lan đi sớm lắm. Bình thường thì mall bên này thì 9 giờ mở cửa rồi mọi người, mà năm nay dịch bệnh cho nên là giờ mở cửa là 11 giờ bắt đầu mới mở cửa. Và hiện tại thì Lan đang đứng sang xếp hàng này mọi người, để Lan qua cho mọi người cùng xem nha. Có ngồi lạnh lắm mọi người, rung luôn á, cho nên là Lan quay mà có rung mà mọi người xem, mọi người thông cảm giùm Lan nha. Có người rất là lạnh luôn, cũng còn tuyết không đóng băng trong mấy cái cầu rồi mọi người. Vàng này tuyết nhiều lắm mà tại ấm ấm cái nó tan đỡ đỡ, nhưng mà hiện tại thì trời cũng rất là gió, mà hồi sáng sớm thì trời nó mưa nha mọi người. Đó, xếp hàng đó mọi người, còn sau lưng Lan nữa nha. Đây là đặt kim xe, sắp pin này rất là lớn, đây là 1 mil nha mọi người. Đó, mọi người thấy hàng xếp hàng dài không? Quá dài luôn. Đấy là đi sớm đó mọi người, chưa mở cửa mà xếp hàng đó. Tại hiện tại thì đang dịch bệnh, mới mở cửa ngày đầu tiên cho nên là họ cho người vào không có nhiều đâu mọi người. Họ cho bao nhiêu người xong rồi phải có người ra thì có người vô tiếp tục nha mọi người. Không phải vô một lượt đâu à, rất là lạnh luôn. Ở đây là cái mò trên gọi cho chỗ hay gọi là Wonderland, nó cũng gần Wonderland đó mọi người, One Mill à. Hiện tại thì cái shopping này thì có rất là nhiều cổng mà Lan đang đứng là cổng số 3 nha mọi người, nhưng mà tại dịch bệnh cho nên là họ đóng hết những cái cổng kia, họ chỉ mở cái cổng chính này thôi, đó là số 3, nhưng mà cái cổng lớn nhất đó mọi người. Mà Lan lạnh cho nên nói hơi run mà quay cũng hơi run, mọi người thông cảm nha. Bây giờ thì đúng 11 giờ rồi, được đi vào rồi, nhưng mà đi vào thì có một người đứng gác cổng là hỏi mình có bị bệnh non, có bị sốt gì không, họ mới cho mình vào, nếu mà nó rét thì miễn vào nha mọi người. Lạnh quá mọi người ơi, hiện tại thì vào có cái chai đó mình xịt cái tay mình á, mình rửa tay mình trước á mọi người. Sốt rất là lớn luôn nha. Họ cho vô số lượng người cho nên là cũng vắng, mình đi mình cũng không sợ nha mọi người. Mình đi cách xa xa ra mình đi thôi. Nhưng mà hiện tại thì chỉ cái shopping này mở mọi người, còn những cái mà không có cần thiết như tiệm tóc nè, tiệm nail rồi là vẫn chưa mở cửa lại nha. Chỉ cái shopping này thì mình thấy nó mở cửa mới cái ngày đầu tiên thôi. Hiện tại mình đang thấy một cái tiệm kẹo chocolate rất là đẹp luôn, mình quay ngồi cho mà cũng chưa có mở cửa. Vô thì có một số cửa hàng mở, có số có cửa hàng thì hiện tăng cũng chưa có được mở. Chocolate rất là đẹp luôn, với là để làm quà rất là tiện luôn mọi người. Đây là khu chỗ mà cho ngồi bán thức ăn cho mọi người, thức uống rồi mọi người. Nhưng mà mình thấy có một số tiệm ăn nó chưa có cho hoạt động lại. Nhưng mà tiệm cà phê này mình thấy đã hoạt động lại này mọi người. Như là cái tiệm sushi này cho hoạt động lại nha. Còn những cái đồ ăn kia mình thấy vẫn còn đang đóng, chưa có mở cửa lại à.
ở trong một cái cửa hàng kia đi ra rồi mình mua đồ áo rồi cho con mình rồi. Mình vô mình thấy một cửa hàng nên mình quay tiếp tục. Mình đang còn vào mua một cái cửa hàng khác cho nên là mình cũng đang đứng đợi xếp hàng đây mọi người. Mọi người đã xếp hàng rồi, mọi người đứng là có cái dấu chân đó là 2 mét một người, một like đó nha, đứng xếp hàng. Mình vừa đứng xếp hàng mà mình quay cho mọi người xem luôn. Đây mọi người ơi, Lan đi shopping là Lan mới vừa tới nhà nè, Lan mua được bao nhiêu đồ đây mà mọi người biết không, Lan xếp hàng lâu ơi là lâu luôn. Mình đi mua mà không có mua cho mình mà mua cho hai, mình mua cho chồng mình và con mình. Áo thì hiện tại rất là đẹp luôn, mình mua áo cho con trai của mình, nhiều màu lắm mọi người, xếp hàng đông lắm, mới giờ tới nhà còn mệt luôn đó mọi người. Hên là mình đi sớm á, giờ nãy mình ra nhưng mình nói mọi người á, xếp hàng rất là đông luôn, có nhiều áo rất là đẹp luôn nè mọi người. Con mình thích ăn mặc mặc những cái màu mà tối tối vậy đó, chồng mình cũng vậy đó, chồng mình cũng muốn mặc mấy cái áo mà tối tối này, không muốn bẩn sáng. Đây mình mua áo thun với quần, chồng mình cũng thích bận món cái quần thun này này mọi người, bận tại nhà đó, mình bận ở nhà thoải mái mà có sạc bê tia rất là dạ. Bỏ túi bóp rồi cho những anh mấy anh á, mấy anh mà hay ba bóp rồi này mọi người, bị tia kéo là khỏi bị rớt bóp nha, chứ thường thường là mấy anh mà ngầu nhậu là đó là hay dở bị rớt bóp lắm. Rồi lấy mọi người, mình mua đồ cho chồng mình và con trai mình thôi. Rồi mình xin kết thúc clip tại đây nha mọi người. Một lần nữa chúc mọi người lúc nào cũng luôn vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nha, hạnh phúc bên những người thân yêu thương nha. Mọi người nhớ đăng ký kênh, bấm like, chia sẻ, ủng hộ Lan nha mọi người. Hẹn mọi người gặp lại các clip tiếp theo nha. Bye bye.